Làm gì? Đứng ngoài Nguyễn Chí Thanh đó, trời ơi. Trời ơi, giờ anh ca đang hỏi anh cái cột số 7 là cột nào rồi, để anh ca đi săn em á. Nói chung em biết em có giá cái nào không? Vừa lên cái là bắt đầu biết bao nhiêu người nhắn tin hỏi. Ai nhắn tin hỏi đó? Có xong có. Nhưng mà anh chưa xài xanh đưa ra được. Thì có đưa em lên. Nói chung là em đứng ở Nguyễn Chí Thanh mà em đứng từ 1 giờ khuya tới 4 giờ sáng nha mọi người. Có khách thì em vẫn đi, còn không có khách là em đi xe em ngủ. Có ai ủng hộ gì đi. Mày chắc nói gì chắc người ta tuyển thị. Thì nói chung bữa giờ chắc người ta cũng biết em chạy Shopee Now mà. Cái đó là chạy kiếm thêm nha mọi người. Đúng rồi, nói chung nhiều khi mình ngủ được thì mình chạy kiếm thêm cho nó vui. Nói chung nó cũng qua thời gian chứ nhiều khi ngồi hoài cũng buồn à. Giống như anh ra quán anh ngồi anh cũng thấy rồi đó. Ngồi đó có làm cái gì đâu. Ủa mà đó giờ em thức khuya, thức đêm lâu lắm rồi hả? Mấy năm rồi? Rồi em thức từ lúc rồi đó. Lúc em gửi khách vô nha. Lúc em mười mấy tuổi tới giờ. Gửi khách vô. Gửi khách nào? Gửi khách mười mấy tuổi rồi đó em đánh nước tới giờ. Ủa này bà Trinh không có bán đâu em. Trinh đó, bà Trinh ba nỉnh luôn rồi. Ủa ba không có bán hồ kỳ kỹ nữa? Không biết. Nghe nói đợt nghỉ bên Nguyễn Trãi là ra hồ kỳ kỹ mà. Giờ bán nghỉ. Chắc giờ bà chuyển sang bà bán gì. Ừ. Chị Nhung vô gói phụ mấy hả? Chị Nhung vô gói phụ Gia Hân, Gia Hân đi. Làm gì làm cũng có mấy chị em nha. Ủa sao có Phi Nhung không ra ngồi chơi mọi người đi Phi Nhung? Phi Nhung về sớm, Phi Nhung còn phải lo chồng lo con. Chồng con về kêu Gia Hân trở về. Chồng con của Phi Nhung là cái chú làm tợ hồ kia kìa. Rất là tội nghiệp nha. Thưa Phi Nhung lắm. Ủa tợ hồ phải lọc phụ hồ không? Đó tợ hồ là phụ hồ. Lấy lọc bưởi không nhỏ? Trời lấy bao vàng á, xin nhóm ơi, bao vàng. Trời. 2 hộp, 4 hộp, 3 hộp. 3 hộp là 200 luôn. Ủa Gia Hân làm đây mệt không, mà tối chạy nổi. Không, làm cho đối phương em cũng quen. Đó không, chị Thảo nói đó. Rồi, bữa nó quảng cáo em trên mạng á, trời ơi chết tên em luôn. Coi như một trong ba chuyện luôn á. Cái này chưa nha, còn phần nữa nha. Đưa cho em 200 đúng không? Cảm ơn anh nha. Ủa mà cô em chạy về cái mấy giờ sáng? Em hả? Tới 3 giờ sáng là 3 giờ sáng hết khách em về. Còn 3 giờ sáng em về là em ngủ hay là về bấm điện thoại hay là làm gì nữa? Em có về cái em tắm rửa xong cái em tắm rửa cái. Ê khoan nói khúc này nha, tắm đêm rất là nguy hiểm. Chứ giờ em hỏi anh sáng. Nhưng mà giờ mình chi cái gì mà đứng ngay ra. Ủa mà sao lúc em về em không tắm đi à. Em về là cũng ban đêm rồi. Em về là cũng ban đêm. Em nói tắm chung... là tắm buổi sáng đó. Nếu mà em về 3-4 giờ sáng là em tắm buổi sáng đó. Buổi sáng mấy giờ? Thì 3-4 giờ em về đó. Mà mấy giờ đó em hạn chế tắm về, đi. Em về em tắm rửa liền. Cái xong cái em ra em nhiều khi em ăn cơm. Em không nói bụng thì em lên bấm điện thoại. Em ra coi phim. Có phim của TVB đó mọi người, cho nên bởi em mới thích Chí Trung Gia Hân đó. Ủa mà em coi phim TVB, em đang coi bộ phim gì? Nó giờ anh đang đóng gói cho khách nha mọi người. Ủa mà em coi phim TVB là em coi bộ phim, đang theo dõi bộ phim gì? À em hả? Theo dõi bộ phim gì à, bữa em xe duyên. Ồ có Mã Tiến Vĩ đâu à? Mã Tiến Vĩ anh biết. Ủa rồi từ khi em thích Trung Gia Hân là em lấy cái kênh đó luôn hả? Trời ơi, Trung Gia Hân dễ thương. Thì đúng rồi nè. Bây giờ đó em nói em coi hoài, em theo dõi hoài, coi như là một cái fan hâm mộ của em biết. Mà chị Trung Gia Hân có chồng rồi em. Nhiều tuổi em gửi, cảm ơn anh nha. Nãy như anh Náp thì ủng hộ nha. Đó anh Gáp ủng hộ nè mọi người. Ủa mà em nói Trung Gia Hân năm nay nhiêu tuổi? Trung Gia Hân như 40 mấy. Không tới đâu nha. 40 mấy. Gần 40 thôi, anh có theo dõi mà lấy chồng bác sĩ đúng không? Thì là anh cũng thích Trung Gia Hân đúng không? Thì đúng rồi, anh là nam mà anh phải thích Trung Gia Hân. Là anh cũng thích Trung Gia Hân luôn. Ủa mà sao em là thế giới thứ ba mà tại sao em lại thích Trung Gia Hân? Thế mọi người đang cái gì chiên nha mọi người giờ. Ơi đó, nó rốt cục ba đê đã luôn rồi đó. Em thích Trung Gia Hân là tại vì nè, anh coi nè là chỉ đóng những vai hiền đó. Ui dạ, ôi trời ơi hết hồn, không chuột kìa.
em thích chị Trung Duy hơn là tại chị đóng mấy bộ phim hay, chị hay đóng vai hiền nè, gọi là chị dễ thương nữa. Em coi Sức Mạnh Tình Thân mà tập đầu tiên vô mà chị đi qua bến phà gặp Lâm Phong á, trời lúc đó ba xả cái mái tóc dài ra ba đẹp gì đâu. Đúng rồi, dễ thương gì đâu. Mà diễn viên Hồng Kông thì nói chung cũng rất là nhiều diễn viên rất là đẹp, mà diễn viên Hồng Kông hồi xưa là đẹp tự nhiên luôn nha, từ năm 90 mà sau này thì nói chung anh không biết, mà chứ lúc trước là lỗ mũi cao đồ rồi nè. Trần Tùng Linh nè, Sa Thi Mạng nè, Lê Tư đó, mấy người đó hồi xưa đó. Ủa mà Gia Hân có coi cái bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Trời ơi, chị Lý Nhật Đồng. À đúng rồi, Lý Nhật Đồng. Trời ơi, phim đó anh coi gần 20 lần rồi đó. Coi đi coi lại. Đúng rồi, nghiện luôn á. Còn biết em coi đi coi lại bộ phim làm nhiều không? Của bộ phim Lộc nào? Lộc Đỉnh Ký. Lộc Đỉnh Ký, à của Trần Tiểu Xuân á. À anh coi của Di Kiểu Bảo là của ai ta? Trương Dễ Kiện, anh coi của Trương Dễ Kiện. Em có Trương Dễ Kiện không? Có coi. Nói chung là Lộc Đỉnh Ký chỉ có mấy phần sau này của bên mấy diễn viên mới em chưa coi. Còn của Trương Dễ Kiện là mấy người mà thập niên 80-90 lại có coi hết rồi. Lưu Đức Hoa em cũng có coi rồi. Lưu Đức Hoa là dạng hồi xưa đó. Sau này á, như Quỳnh Hiểu Huynh có ra một cái bộ Lộc Đỉnh Ký, em có coi không? Có. Quỳnh Hiểu Minh thì em cũng có coi luôn. Quỳnh Hiểu Minh là mới năm 2000 chứ nhiêu. Đúng rồi. Còn mấy người sau này nữa thì em không có coi. Tại bây giờ là nghe nói phim TVB là thiệt tình là không có hay như hồi xưa nữa. Đúng rồi. TVB bây giờ nói chung kịch bản không, đa số là lấy lại kịch bản cũ mà diễn viên mới đóng không có hay bằng. Hồi xưa TVB là nổi về mấy cái hồ sơ trinh sát rồi bằng chứng thép á. Âu Dương Chứng Hoa. Ví dụ nói về hồ sơ trinh sát là có Âu Dương Chứng Hoa đồ. Còn mấy cái hả đó mà em coi mấy cái hồ sơ trinh sát em sợ. Nhưng mà xưa coi mấy bộ phim đó hấp dẫn lắm. Hồi xưa nhớ thời đó coi băng nữa, đúng không? Đúng rồi. Giờ ấy chưa. Bây giờ sau này đóng không có hay bằng. Video của anh Toàn Vlog đó, mọi người nhớ share và đăng ký cho anh một cái like giùm em nha, để cho anh có động lực làm clip. Riêng anh Toàn nó ghi nhà tất cả mấy anh YouTube nói chung nha mọi người thương mấy ảnh ấy, mọi người cứ ở nhà thôi, nên mình đâu có làm gì đâu, nhấn cái tay mình nhấn vô cái điện thoại một cái chuông mình like dùm cái mấy ảnh đi, để anh có động lực anh làm clip. Hoặc là mai mốt mấy ảnh mà có đi quay ở đâu á, mấy ảnh cũng sẽ ra clip nhiều hơn cho mọi người. Ví dụ mà mọi người có chưa biết cái chỗ đó đó thì nhờ mấy ảnh quay clip cho mọi người coi, giống như mọi người coi cái clip đó mọi người sẽ thấy ở chỗ đó đẹp đẹp mình mới đi tham quan được. Và em chúc mọi người coi cái video của anh Toàn được vui vẻ nè, hạnh phúc nè, và ai coi được cái video clip này càng ngày càng làm anh thành công nha. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị em buôn bán nha mọi người ha. Rồi cảm ơn Gia Hân đã dành chút thời gian cho Toàn hỏi thăm nha, về tình hình nha. Dạ cảm ơn mọi người. Hôm nay mà buôn bán của Gia Hân hôm nay cảm thấy sao? Dạ, anh quay cái quán giùm em. Đó. Tình hình là thất bại hoàn toàn. Quảng cáo đi thất bại hoàn toàn luôn. Hôm nay quá vắng luôn mọi người, dù không mưa đúng không? Dạ dù không mưa mà vẫn thất bại nha. Đúng rồi. Không biết chắc em nghĩ là khách đi Mũi Né hết rồi đó. Đi Mũi Né khách đón xe giờ không kịp đó. Đúng rồi, chắc tối nay mới về kịp quá. Dạ. Mà gặp bữa nay cô Vương đi show nữa rồi. Trời ơi, bữa nay mình lấy nhiều không? Lấy đồ ít là anh ơi, không có dám lấy nhiều. Hôm nay lấy ít lại hơn nha mọi người, tại giờ thời tiết mưa bão nên không biết. 70 á phải không anh? Đó. Đây anh Shopee Now, ảnh có người đặt đơn là ảnh chạy qua anh lấy đơn bên U Phương Cái Viên Chiên nha. Mọi người có ăn đó thì nhớ lên trên Shopee Now mình bấm U Phương Cái Viên Chiên sẽ ra nha. Đâu được đây đây đưa em rồi đó, đây là phần 70 nha mọi người. Có anh làm trả quán cho 53 sao anh dòm em như vậy đó. Anh chưa thấy nàng tiên cáo ngoài đời hả? Có một lần muốn thử không anh? Không được đó, thử đi, đó là được ăn cái gì thịt miễn phí nha. Trời ơi nha, không sao đâu em vui lắm nè. Anh năm đánh lăng không giúp anh năm muốn làm nghề cũ nữa. Không mà công nhận thấp bi phú trời này đẹp đẹp đâu nha. Đẹp trai. Làm kìm lòng Gia Hân không được luôn á. Bởi vậy em ghiền thấp bi phú và em mở áp anh chạy. Trời ơi, cũng nhờ động lực phải không? Nhờ gì có động lực mình có những người đồng nghiệp. Chạy xe là phụ, dầm chai là chính. Đó.
Nhi chạy xe là phụ nha mọi người, giờ chạy shopee là chính. Quay rồi. Đó, hôm nay quán vắng lắm nha mọi người. Ai có ăn á, có xem clip được á, ra ăn ủng hộ nha mọi người. Đó, đây là Vivi. Lại là Vivi đây. Đó, Vivi lúc nào cũng vui vẻ. Mọi người ơi. Đó, Vivi nhảy luôn. Lại trực tiếp hay là quay vậy? Quay. Không, cho nên Vivi quậy nè. Đó, bắt đầu Vivi vô quậy gì trước nha mọi người. Đó, hai người nhảy đi. Ôi đừng có đứng mấy.